Còn một bạn nữa. Em tên gì? Em tên là Trần Lê Minh Nhi, hôm nay em 8 tuổi. Anh tên là Trần Lê Minh, hôm nay em 10 tuổi. Mang chào hỏi giữa học sinh lớp 5 và học sinh lớp 3 diễn ra chóng vánh. Không gian cứ chìm trong im lặng như vậy. Và đúng lúc đó thì một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Ba bạn nhỏ hoàn toàn không được biết về căn nhà mới của mình trong 24 giờ tới. Bây giờ sẽ là thời gian để các bạn nhỏ làm quen, giới thiệu về cuộc sống của bản thân và tự mình đưa ra quyết định ai sẽ về nhà ai. Sự lựa chọn của các bạn nhỏ sẽ như thế nào đây? Câu chuyện thú vị bắt đầu! Hôm qua nó bàn bạc việc ở nhà luôn. Em tặng cho anh. Cảm ơn. Có một hoàn tặng bạn. Cảm ơn bạn. Rồi mình đem có một món quà. Không biết tặng ai nữa. Một món mà có hai bạn sao? Tên bạn là gì? Bạn là... Tên mình là Trần Lê Minh. Đại học lớp mấy? Hết hè là lên lớp 5. Còn mình tên là Hồng Ngọc. Mình năm nay cũng lên lớp 5. Em tên là Kỳ Lâm Nhi. Hôm nay em lên lớp 3. Vậy có cái điều gì mà bạn không thích ở nhà? Do ba mẹ mình hơi nghiêm khắc. Mình hơi khó tính. Lại ba mẹ mình ít khi chở mình đi chơi. Hay bận biểu. Không có dành thời gian riêng cho mình được. Còn bạn? Em ở nhà không có gì đặc biệt á. Mình thích cái điều gì về ba mẹ bạn? Hay chở mình đi chơi chứ mà hay mua đồ chơi cho mình. Còn mình thì thích là ba mẹ mình hay nấu những món ăn ngon cho mình, chở mình đi siêu thị. Còn em thì sao? Không phải chủ nhật ba mẹ em hay dẫn em đi siêu thị, đi bơi, để đi mua đồ chơi. Thì anh có gì? Nhà anh có cái gà lái, cái xe. Nhà mình cũng... nhà cũng rộng. Nhà anh sắp xây lầu rồi. Nhà em chỉ có một lầu thôi. Vậy em có phòng riêng không? Không, nhà em nhỏ lắm. Bạn có giường riêng không hay là ngủ chung với ba mẹ? Ngủ chung mà. Em có một cái giường nhỏ nhỏ nhưng em ngủ chung với ba mẹ. Mình thì có phòng riêng, giường riêng luôn rồi, nhưng mà mình vẫn ngủ chung với ba mẹ. Ở nhà mình có ba cái hồ. Hồ bơi. Con hy vọng con sẽ được đến ở một ngôi nhà giống như biệt thự. Có hồ bơi. Cái kiểu như là hồ sen á, bạn có thể chèo thuyền, hái sen. Nhà em ở trong hẻm hay là ở ngoài hẻm? Nhà em trong hẻm nhưng mà hẻm nhà em bự. Nhà mình thì ở một cái đường giống hẻm nhưng mà rộng hơn. Nhà mình có cái sân rộng á, rộng nhất trong hẻm. Vậy bây giờ để coi bạn ai qua nhà ai ta? Mình qua nhà bạn nữa. Nhà em muốn qua nhà ai? Em qua nhà chị. Qua nhà chị.